Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đông Hiệp, huyện Trà Cú. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Nhân dân tỉnh Trà Vinh dự lễ khởi công xây dựng trường mầm non Hoa Hồng tại thị trấn Tiểu Cần. Tỉnh Trà Vinh có một sản phẩm ô cốp đạt hạng 4 sao vừa được tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại thuộc Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam chứng nhận đạt danh hiệu top 10 thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022, đó là sản phẩm Yến xào Phú Hòa Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua ngày 30 tháng 12, ông Kim Ngọc Thái, Phó Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Kim Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Triệu, Bí thư Huyện ủy Trà Cú cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Trà Cú đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đông Hiệp, huyện Trà Cú. Tham gia cùng đoàn có ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả sau kỳ họp lần thứ 7 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bà con cử tri đã bày tỏ niềm vui phấn khởi trước những thành tựu kết quả của kỳ họp đã đạt được. Qua đó, cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị các cơ quan chức năng thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Cử tri phản ánh tình trạng ô tô quá tải phục vụ các công trình tham gia lưu thông trên tuyến đường quốc lộ, hương lộ, làm hư hỏng mặt đường, cần có biện pháp chế tài xử phạt nặng đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, cần có quy hoạch biện pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như khu vực nơi chứa rác thải, nhằm để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Về sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị các ngành chuyên môn nghiên cứu trong thay đổi cơ cấu mùa vụ sản xuất, hỗ trợ các loại cây con giống có chất lượng, năng suất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện canh tác, vùng đất sản xuất, quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, trạm bơm cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất. Đồng thời đề nghị có biện pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp để giúp cho nông dân sản xuất có lợi nhuận. Về an sinh xã hội, bà con cử tri đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ các chính sách đối với các đối tượng, cán bộ ấp khóm, chính sách nhà ở, đất ở đối với hộ nghèo cận nghèo, chính sách bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi. Ghi nhận và thông tin phân tích làm rõ thêm một số nội dung vấn đề mà bà con cử tri quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn chỉ đạo các sở ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú tiếp tục quan tâm sâu sát các ý kiến kiến nghị của cử tri, có giải pháp thực hiện linh động, hiệu quả, sáng tạo. Qua đó, để góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng năm 2023. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con cử tri, thể hiện qua các ý kiến mà cử tri phản ánh kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Trà Cú. Đồng thời mong muốn các cử tri sẽ tiếp tục đồng thuận thống nhất cao với các chủ trương định hướng phát triển của tỉnh, của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trong thời gian tới. Ngày 30 tháng 12, huyện ủy Cầu Kè tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 và đóng góp xây dựng nghị quyết năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đến dự. Trong năm 2022, huyện ủy Cầu Kè đã thực hiện đạt và vượt 21 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt. Cụ thể, trong năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 17.495 tỷ đồng, tăng 13,64% so với năm 2021. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 2.968 tỷ đồng, thu ngân sách 62 tỷ đồng, đạt gần 150% so với dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%, hộ cận nghèo giảm còn 3,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,68 triệu đồng một người trong năm. Các mặt văn hóa, y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường giữ vững ổn định. Về công tác xây dựng đảng, trong năm huyện ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trên làm gương mẫu mực dưới tích cực làm theo, đồng hành cùng người nghèo, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo, nghe dân nói làm dân tin, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,
đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện ủy Cầu Kè năm 2022. Qua đây, đồng chí Trần Quốc Tuấn đề nghị trong năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tăng cường công tác nắm dư luận xã hội, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, tạo nguồn cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để đầu tư phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch của huyện ủy đề ra trong năm 2023 để xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực với từng đơn vị địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có lộ trình và quyết tâm chính trị cao nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết 2023 của huyện ủy đề ra, tạo động lực đưa huyện Cầu Kè phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Trước mắt, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè đề nghị các ngành địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để nhà nhà, người người đều vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, sum vầy, hạnh phúc và an toàn. Ngày 30 tháng 12, Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 và triển khai nghị quyết năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị. Năm 2022, Đảng bộ thành phố cơ bản thực hiện đạt và vượt 30 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện, có những chuyển biến mới, thực hiện mô hình trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, có 33 chi bộ đảng bộ đạt 100% và 3.506 cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện đạt 98%. Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, chỉ đạo hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, quyết định kết nạp 121 đảng viên đạt 100,8% và tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 169 đồng chí. Trong năm 2022, kinh tế thành phố có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng 12,81% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách đạt 179% kế hoạch. Trong đó, thu nội địa đạt 144% so với nghị quyết, tăng 44% so với cùng kỳ. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện và có sự chuyển biến rõ nét. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật. Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu các bậc học. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh yêu cầu Đảng bộ thành phố Trà Vinh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đó là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên, tiếp tục thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, huy động tối đa nguồn lực tập trung phát triển kinh tế xã hội, phát huy tiềm năng thế mạnh của thành phố, tạo động lực mới để phát triển kinh tế xã hội toàn diện vững chắc. Tập trung thực hiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục nâng cao các tiêu chí của đô thị loại 2, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy nhanh chuyển đổi số đồng bộ, thực hiện hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Ngày 30 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện Thiên Phú Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án trường mầm non Hoa Hồng tại thị trấn Tiểu Cần. Đến dự có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Công trình trường mầm non Hoa Hồng có tổng diện tích sử dụng trên 2.660 m², tổng mức dự án đầu tư 37 tỷ đồng. Trường được thiết kế 10 lớp học, đảm bảo phục vụ cho trên 300 trẻ em mầm non. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cho rằng, trường mầm non Hoa Hồng hoàn thành sẽ phát triển mạng lưới trường mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục,
đa dạng hóa các phương thức, đổi mới căn bản toàn diện nội dung phương pháp, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực. Để công trình sớm đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu, phải tập trung các nguồn lực sớm hoàn thành các thủ tục và khẩn trương triển khai thi công, hoàn thành các hạng mục công trình, đưa dự án vào hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết. Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện Thiên Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường tiểu học thị trấn Tiểu Cần với một suất trị giá 1 triệu đồng, tặng cho các xã thị trấn của huyện Tiểu Cần mỗi đơn vị 5 triệu đồng để tổ chức và đón xuân cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ngày 30 tháng 12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng tỉnh Trà Vinh năm 2022. Trong năm 2022, lực lượng công an, quân sự và biên phòng tỉnh thường xuyên trao đổi và xác minh thông tin, nắm tình hình an ninh nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc tôn giáo vùng ven biển, phối hợp xác minh làm rõ và thống nhất tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, trong đó nổi bật là vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Phối hợp tuần tra kiểm soát trên 13.000 cuộc với trên 58.000 lượt đồng chí tham gia. Qua đó đã ngăn chặn hai nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép, một vụ tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép, 33 đối tượng sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản, giải tán 1.350 điểm đánh bạc nhỏ, trên 1.800 lượt nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, giải quyết giáo dục tại chỗ trên 17.000 đối tượng. Thực hiện tốt việc phối hợp, quản lý người nước ngoài lao động, làm việc trên địa bàn, kiểm soát người phương tiện ra vào khu vực biên giới biển của tỉnh trên 12.500 lượt phương tiện, xử lý 5 phương tiện vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phối hợp vận động nhân dân nộp và thu hồi vũ khí quân dụng do người dân phát hiện trên 6,5 tấn bom đạn, 34 vũ khí thô sơ. Qua đó đã góp phần bảo đảm trật tự công cộng và phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra một số công tác trọng tâm trong năm 2023, đó là tiếp tục triển khai, thực hiện các hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ việc trao đổi, nắm và xác minh thông tin, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo những tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực trong nước đến địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh để phối hợp tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 30 tháng 12, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Năm 2022, hưởng ứng phong trào hành động cách mạng tuổi trẻ Trà Vinh chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đoàn các cấp đã thực hiện các công trình phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội như xây dựng mới 134 căn nhà nhân ái trị giá 7,6 tỷ đồng, sửa chữa xây mới trên 111 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 36 cây cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí trên 10.500 suất cho bệnh nhân nghèo, vận động đoàn viên thanh niên hiến trên 5.400 đơn vị máu, tổ chức thăm tặng trên 18.000 phần quà cho các gia đình khó khăn. Ước tổng trị giá hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội đã thực hiện trị giá khoảng 8,3 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động, các cấp bộ đoàn đã tổ chức kết nạp mới 14.006 đoàn viên, nâng tổng số đến nay, toàn tỉnh có trên 47.000 đoàn viên. Năm 2023, với chủ đề công tác năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, tỉnh đoàn sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi. Đồng thời, tỉnh đoàn đặt ra 11 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, đó là 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, ít nhất 80% thanh niên được học tập quán triệt, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% đoàn viên thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện một năm do đoàn hội tổ chức. 14.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 7.000 đến 8.000 thanh niên được đoàn giới thiệu có việc làm. Phấn đấu thành lập được 25% tổ chức đoàn nếu có đủ điều kiện thành lập đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động ổn định nhưng chưa có tổ chức đảng. Phấn đấu thành lập được 50 đến 60% tổ chức đoàn nếu có đủ điều kiện thành lập đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức đảng. Trong năm, đặt mục tiêu có 10.000 đoàn viên được kết nạp, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 85% so với tổng số thanh niên hiện tại.
Ngày 30 tháng 12, thị xã Duyên Hải tổ chức họp mặt các doanh nghiệp trong và ngoài thị xã nhằm vận động quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ cho hộ nghèo vui xuân đón Tết Quý Mão 2023. Đến dự có đồng chí Lâm Minh Thế, Phó Thư thường trực thị ủy Duyên Hải. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Lánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, thông tin về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2022 và kết quả phát triển năm 2023, báo cáo kết quả quỹ an sinh xã hội, nhất là điều kiện cơ sở hạ tầng đời sống của một số hộ dân còn gặp khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và doanh nghiệp để có điều kiện vui xuân đón Tết Quý Mão năm 2023. Qua đây, các doanh nghiệp cũng bày tỏ lòng tri ân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có được những chính sách ưu đãi để thực hiện các hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Ngay sau buổi họp mặt, có nhiều tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp tham gia đóng góp cho quỹ an sinh xã hội của thị xã, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vui xuân đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Trà Vinh có một sản phẩm ô cốp đạt hạng 4 sao vừa được tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại thuộc Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam chứng nhận đạt danh hiệu top 10 thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022. Đó là sản phẩm Yến xào Phú Hòa, Trà Vinh. Đây là một trong 7 sản phẩm ô cốp năm 2022 của tỉnh đạt hạng 4 sao vừa được vinh danh nhằm mục đích khuyến khích tôn vinh các thương hiệu tin dùng uy tín dẫn đầu Việt Nam và nhận được sự tín nhiệm của nhà phân phối, người tiêu dùng trong nước. Sản phẩm được khai thác và sơ chế hoàn toàn từ thiên nhiên, có giá trị rất lớn về mặt dinh dưỡng và được tạo ra theo một quy trình khép kín do cơ sở sản xuất trực tiếp nuôi, thu hái, chế biến và sản xuất với công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đơn vị chú trọng đặt lên hàng đầu và được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chứng nhận đạt chuẩn. Về sản phẩm yến xào Phú Hòa Trà Vinh thì có nguồn gốc từ thiên nhiên, thì không có sử dụng hóa chất, được khai thác trực tiếp từ chính cơ sở. Thì trong suốt quá trình sơ chế, sử dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo giữ nguyên được chất lượng của sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt nhất, sản phẩm của yến xào Phú Hòa Trà Vinh được các trung tâm kiểm nghiệm đánh giá về hàm lượng chất dinh dưỡng có trong sản phẩm cao nhất so với các sản phẩm cùng loại. Cơ sở yến xào Phú Hòa Trà Vinh được thành lập vào năm 2016 tại số 159 đường Trương Văn Kỉnh ở khóm 1, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Với phương pháp kết hợp vừa truyền thống vừa hiện đại, thân thiện môi trường, gần gũi với thiên nhiên, cơ sở đã từng bước phát triển đàn chim yến và tăng năng suất qua từng năm. Quá trình từ khâu thu sản phẩm yến thô đến các công đoạn xử lý sơ chế đều tuân thủ đầy đủ và đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, để có sản phẩm đạt chất lượng, quá trình sơ chế và sản xuất trải qua các quy trình như thu yến thô từ nhà yến, ngâm vào nước để nhặt lấy tạp chất trong tổ yến, sau đó đem vô tủ, sấy khô tổ yến bằng quạt và đóng gói thành phẩm để lưu thông trên thị trường. Được biết, trong năm 2021, cơ sở yến xào Phú Hòa Trà Vinh đã sản xuất được hơn 100 kg sản phẩm và trong năm 2022, lượng sản xuất và doanh số đạt được tăng thêm 30% so với năm trước. Theo kế hoạch, bước sang năm 2023, cơ sở phấn đấu sản xuất đạt số lượng khoảng 170 kg và phấn đấu tiếp tục tăng 30% ở những năm tiếp theo. Theo đại diện cơ sở yến xào Phú Hòa Trà Vinh, để không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, thị trường hướng tới sẽ vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, các tỉnh thành trên cả nước và có thể hướng tới xuất khẩu. Đây là một trong 28 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP năm 2022 theo quyết định số 1693 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và là sản phẩm duy nhất trong 7 sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh được vinh danh top 10 thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022 lần này. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối đài truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin cuối ngày. Còn ngay sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo khí tượng thời gian đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Dàm Trà Vinh 160 cm, thấp hơn ngày hôm nay 5 cm.
trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 144 cm, thấp hơn ngày hôm nay 5 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 8.4 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.4 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 3 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.4 phần ngàn. Tại Cầu Quan nhỏ hơn 1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 3.9 phần ngàn, Trà Vinh nhỏ hơn 1 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, ngoài khơi cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động nhẹ, ngoài khơi biển động rất mạnh. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường.